Nhiều bạn không biết quy luật 72 là gì và có hỏi thế nào là quy luật 72. Quy luật 72 thì chúng ta thấy rằng đây là một cái quy luật mà được các cái nhà khoa học họ đã tổng kết. Thì chúng ta thấy quy luật 72 nó chúng ta hiểu đơn giản như này. Đó là cái sự ước tính về thời gian để một khoản đầu tư của bạn có thể gấp đôi. Chúng ta hiểu đơn giản vậy. Các nhà khoa học đã có tổng kết thành công thức là gì ạ? Sẽ bằng 72 chia cho cái tỷ suất lợi nhuận hoặc cái lãi suất hàng năm. Có nghĩa là gì ạ? À, chúng ta lấy cái lãi suất hàng năm ấy, lãi suất ngân hàng ấy, 72 chia cho lãi suất ngân hàng và chúng ta họ ước tính rồi. Cứ ví dụ là cứ 7 năm thì mọi thứ auto x2. Chúng ta biết cái công thức này để chúng ta áp dụng trong quá trình đầu tư của chúng ta, trong đầu tư bất động sản thì các bạn thấy rằng nó cực kỳ hiệu quả. Nếu như bạn không hiểu quy tắc 72 này thì chúng ta đôi khi chúng ta cũng cứ nghĩ rằng là à vậy thì đầu tư này không biết là có hiệu quả hay không. Nhưng mà không phải là nó sẽ đúng tất cả nha, các bạn nhớ nha. Là ví dụ này, lãi suất là 6% một năm. Cái quy tắc 72 thì chúng ta lấy 72 chia 6 bằng 12 năm. Đấy, đấy là với lãi suất 6%. Nhưng mà bạn có thấy bao giờ lãi suất 6% không ạ? Không, rất ít. Nó chỉ là một con số ạ, con số ước chừng. Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có được cái chiến lược trong đầu tư. Về dụng ví dụ nhá, chúng ta ví dụ trong bất động sản thôi. Và các bạn, đây cũng là cái công thức để gì ạ? Để giúp các bạn có thể vẽ được cho mình cái lộ trình và cái con đường để chúng ta đạt được cái mục tiêu của chúng ta. Ví dụ là chúng ta cứ tính ạ, cái chu kỳ 7 năm đúng không ạ, x2. Vậy thì nếu như bạn mua một bất động sản có trị giá bao nhiêu, 8 tỷ thì 7 năm sau thì sẽ thành 16 tỷ, ok chưa? Tiếp theo 7 năm sau tiếp thành 32 tỷ và 7 năm tiếp 64 tỷ. Thì chúng ta thấy rằng là như vậy, nếu như bạn đầu tư một khoản đầu tư trị giá 8 tỷ thì sau 21 năm bạn có 64 tỷ. Công thức này đơn giản vào đâu. Mà các bạn thấy rằng là cái cách để chúng ta có thể gia tăng tài sản mình một cách hiệu quả thì con đường duy nhất chúng ta cần là đem nó đi đầu tư, không có gì khác. Và đầu tư bất động sản thôi, có thể có kênh khác, chứng khoán có thể, bạn đầu tư vàng. Nhưng mà con số thống kê bất động sản và chứng khoán là hai kênh mà giúp bạn có thể có những cái kết quả lợi nhuận đầu tư tốt nhất. Và đầu tư thì rút lại nói lại rồi, đầu tư là phải có gì ạ, có kiến thức. Không kiến thức thì bạn không thể đem lại cho mình kết quả tốt được, thậm chí kéo còn mất tiền. Và chúng ta thấy rằng là trong giai đoạn vừa rồi đối với bất động sản thì rất nhiều anh chị đã mất rất rất nhiều tiền do việc gì ạ, chúng ta không có kiến thức đầu tư và chúng ta mua phải những sản phẩm không thanh khoản, không bán được. Đó dẫn đến tình trạng là nhiều người thì vỡ nợ phá sản. Và bạn muốn học thêm kiến thức thì bạn cần phải có thời gian, bạn có thể gì ạ, bạn học trên internet được này, bạn học từ những người đi trước bạn này, và bạn có thể học từ Dũng. Và bạn nào muốn học chuyên sâu hơn nữa thì các bạn tham gia vào nhóm giao lưu, hoặc các bạn inbox tôi muốn học từ bạn, thế là xong, ok, sẽ có các bạn hỗ trợ liên hệ với bạn. Và xin chào bạn, chúc bạn là chúng ta sẽ có gì ạ, có những thương vụ đầu tư thành công.